Đây là hình ảnh chú đại bàng mẹ và đại bàng con đang ngủ cạnh nhau trong đêm. Và có một điều bất ngờ xảy ra trong khi chú đại bàng mẹ đang ngủ, đó chính là đại bàng con đã bị một chú cú bắt gọn trong khi chú đại bàng mẹ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Với khả năng tóm gọn con mồi một cách rất nhanh, và hầu như chú đại bàng con không còn cơ hội. Và tiếp theo là hình ảnh của chú chó sói thì đại bàng tóm gọn với những cái chiếc nanh vuốt rất sắc nhọn và hàm và chiếc mỏ đanh thép. Chú chó sói hầu như không còn cơ hội để chống lại với đại bàng. Đây là hình ảnh một chú báo đón con bị đại bàng bắt gọn và tha lên cây. Có lẽ chú báo đón con này bị lạc mẹ và dẫn đến trở thành mục tiêu và con mồi béo bở của đại bàng.